Bây giờ định lý hàm cosin là tức là định lý này liên quan tới cosin đúng không? Rồi, bây giờ bạn nhìn nha. Đầu tiên mình cho một cái tam giác ABC. ABC là ghi ở ngoài ấy. Do tôi chưa có vẽ ABC được chưa? Thì bây giờ cái cách đặt tên của tam giác như vậy là bạn, đầu tiên bạn thấy cạnh AB không? Cạnh AB đúng không? Thì nó đối diện với góc gì? Trả lời. Góc C. Cạnh AB đối diện góc gì? Thì đối diện với góc C. Góc C thì cạnh AB người ta sẽ có độ dài ký hiệu là C nhỏ, được chưa? Rồi cạnh AC đối diện với góc B đúng không? Thì nó sẽ ký hiệu độ dài là B nhỏ, được chưa? Còn cạnh BC đối diện góc A thì sẽ ký hiệu độ dài là A nhỏ, được chưa? Thay vì nói độ dài cạnh BC chúng ta nói độ dài cạnh A, được chưa? Hiểu không? Rồi, bây giờ tôi lấy ví dụ nè, tam giác MNB. Tam giác MNB. Được chưa? Vậy thì tôi hỏi bạn, cái cạnh NB này có độ dài là gì? Mình sẽ ký hiệu là gì? M, M em vậy? Nói to lên, nói to lên cho tôi nghe, ký hiệu là gì? M. M nhỏ, mình nói là M nhỏ. M thầy. Nha. M. Tại vì cái cạnh MNB nó đối diện góc nó đối diện với góc M đúng không? Đỉnh M thì ký hiệu là M nhỏ. Rồi cạnh MB, MB ký hiệu là gì? Cái độ dài của cạnh MB ký hiệu là gì? Hả? N nhỏ. Đúng rồi. N nhỏ. Rồi, cạnh MN, cạnh MN ký hiệu là gì? Dạ, B nhỏ. Đúng rồi, ok chưa? Rồi, hiểu vấn đề chưa? Là cái thứ nhất đã. Bây giờ chúng ta qua cái thứ hai. Cái định lý cosin nói gì? Em muốn tính độ dài một cạnh, tôi lấy ví dụ cạnh tôi muốn tính cạnh C bình đây. Tôi muốn tính độ dài cạnh C, tức là cạnh AB đúng không? Thì em nhìn cái quy luật nè. Em muốn tính độ dài một cạnh, em muốn tính độ dài cạnh C, thì em sẽ lấy gì? C bình. Lấy cạnh này bình phương lên. Em còn lại hai cạnh kia đúng không? Là A bình và B bình đúng không? Em cộng lại. Rồi em trừ cho cái tích của hai cạnh này nhân với cosin góc kẹp giữa. Cái góc kẹp giữa ta thấy không? Thấy hai cạnh còn lại không? Hình như cái quy luật á, tức mình tìm cái quy luật để mình nhớ công thức. Em muốn tính độ dài một cạnh, được chưa? Nhìn. Em muốn tính độ dài một cạnh thì em sẽ gì? Em sẽ tính dưới dạng bình phương, được chưa? Thì khi em muốn tính C thì em còn lại AB đúng không? Em muốn tính C thì em còn lại AB nè. Em lấy mỗi ông bình phương lên cộng lại, được chưa? Rồi trừ hai lần tích của hai ông nhân với cosin góc kẹp giữa hai ông. Góc kẹp giữa hai ông AB là góc C, đúng không? Dạ. Tức là mình tìm cách nhớ, mình tìm cách nhớ, hiểu vấn đề không? Rồi, chúng ta sẽ tương tự, chúng ta muốn tìm, ví dụ tìm góc tính độ dài cạnh A. Thì em sẽ làm sao? Em nào đầu tiên em tính dưới dạng bình phương. Em muốn tính độ dài cạnh A thì em thấy hai cạnh còn lại là B và C đúng không? Em lấy mỗi ông bình phương em cộng lại. Rồi em trừ hai lần tích của hai ông nhân với cosin góc kẹp giữa hai ông này là góc A, đúng không? Em hiểu vấn đề không? Không hiểu nó không hiểu. Hiểu chưa? Rồi, vậy thì bây giờ tương tự em muốn tìm, vậy thì tôi sẽ cho một cái ví dụ và em sẽ trả lời cho tôi cái công thức là gì. Ví dụ em nhìn tam giác, mình quay lại cái tam giác MNB hồi nãy. Đúng không? Mình sẽ ký hiệu ông này là N nhỏ, ông này là M nhỏ và ông này là B nhỏ. Rồi bây giờ em cho tôi biết N bình phương sẽ bằng gì? Đọc đây. Dạ bằng B nhỏ bình phương cộng với M nhỏ bình phương rồi trừ cho hai lần BM rồi nhân với cos. Cos in góc N. Đúng rồi, cos góc N. Em hiểu ra chưa? Rồi, em đọc tiếp cho tôi. B bình phương, dạ, B nhỏ bình phương. B nhỏ bình phương. Bằng gì?
Alo, nghe rõ không? Internet bị ấy rồi. Rồi đọc em, B nhỏ bình phương bằng gì? Bình phương bằng gì, bằng gì, đọc lại, đọc lại. B nhỏ bình phương bằng gì? Cos góc B. À, hiểu rồi, tôi nghe rồi. Tức là bằng gì? Bằng N bình phương cộng M bình phương trừ 2 lần NM nhân cos góc B, đúng không? Rồi, M nhỏ bình phương bằng gì? À, mạng bị yếu, mạng bị yếu. Dừng video một xíu. Rồi, tiếp tục. Hồi nãy mạng yếu quá, không sao đâu, cứ vô lại. Rồi, tiếp tục. M bình phương bằng gì em? Đọc đi. Dạ, bằng B bình phương cộng với N nhỏ bình phương. Đúng rồi, chính xác. Trừ 2 lần. Trừ 2 lần B, N. Nhân. Cô xin góc. Góc M. Góc gì? Góc M. Đúng rồi, giỏi. Bây giờ em hiểu chưa? Hiểu chúng ta chưa? Rồi, giờ chúng ta sẽ đi qua phần hệ quả. Đúng không? Rồi, chúng ta sẽ đi qua phần hệ quả. Hệ quả là đơn giản thôi em. Hệ quả tức là từ cái này em suy ra thôi. Thế nè. Từ cái này có phải em chuyển vế độ dấu không? Em nhìn nè, chuyển vế độ dấu nè. Chuyển vế độ dấu là gì? Có phải là 2 lần BC nhân cos A bằng B bình cộng C bình trừ đi A bình, đúng không? Đúng không? Đúng, không hiểu nó không hiểu nha. Đúng không? Dạ. Rồi sao em muốn dạ tính cos A thì nó ra cái gì? Có phải cos A của em á nó sẽ bằng B bình cộng C bình trừ đi A bình trên 2BC không? Em hiểu chưa? Dạ. Bây giờ hiểu hiểu dạ cho rồi. Vậy? Bây giờ chúng ta sẽ hiểu chưa? Dạ hiểu rồi. chưa? Bây giờ chúng ta sẽ tìm cách nhớ công thức dạ này rồi. em. Chúng ta sẽ tìm cách nhớ cái quy luật này. Thì em nhìn nào, muốn tính cos của góc A. Góc A thì tương ứng với cạnh A, đúng không? Đúng không? Góc A thì tương ứng với cạnh A đối diện á, đối diện á. Đối diện đúng không? Thì bây giờ em muốn tính cos của góc A. Dạ. Thì em lấy hai ông không liên quan tới A, hai ông không đối diện với A là B và C. Em muốn tính cos của A thì em lấy đầu tiên nè, em để cái quy luật nè là B bình cộng C bình rồi trừ đi A bình chia cho 2BC. Em hiểu vấn đề không? Em nhìn thấy quy luật không? Hiểu thấy hiểu quy luật không? Cái quy luật để nhớ, cái quy luật để nhớ, hiểu không? Dạ. Ví dụ như em muốn tính cos B thì em đừng có lấy B bình. Em đừng lấy B bình. Em muốn tính cos B thì đừng lấy B bình mà lấy C bình cộng A bình rồi trừ cho B bình. Hiểu không? Hiểu. Hiểu cái quy luật nhớ không? Dạ. À, vậy thì bây giờ em trả lời cho tôi. Bây giờ nhìn vô tam giác MNB, tôi hỏi em, tôi muốn tính góc cos N. Cos N. Bây giờ em tính cho tôi cos N đây. Cos N bằng gì? Dạ, dựa vào là cái quy luật em tính tôi cos n coi, cos góc n bằng gì? Dạ, b bình cộng với m bình trừ cho n bình giỏi, trên chia bm 2 bm. Em hiểu bm không? Thấy chưa? Rồi đọc cho tôi nghe, cos của góc m bằng gì? Dạ, bằng b cos bình cộng à, n cos của góc b bình. đây, cos góc b cho nó thuận cái miệng. Cos góc B là bằng gì? Dạ, bằng M bình cộng N bình trừ cho B bình chia cho Chia cho gì? chia cho MN 2MN. Chia cho 2 lần bình. Hiểu chưa? Dạ. Đó. Bây giờ hiểu chưa? Rồi chúng ta qua hệ quả 2. Hệ quả thứ 2 rất là dễ em. Bây giờ A nhọn. A nhọn tức là sao em? Là cái góc A nhọn cos của nó là gì? Cos của nó là dương đúng không? Đúng không? Cos của góc nhọn là dương, mình học rồi đúng Dạ. không? Khi góc nhọn, cosin của Dạ. góc nhọn sẽ là dương nha. Cosin theo định nghĩa, cosin tức là hành độ đúng không? Dạ. Hiểu không?
Thì khi góc nhọn á, em nhìn nè, đây là vòng tròn nè, đây tôi nói là cái vòng tròn nè, vòng tròn lượng giác nè. Đây là trục cosin đúng không? Đây là trục gì? Trục sin đúng không? Đúng chưa? Góc nhọn á là góc từ 0 tới 90 đúng không? Góc nhọn là góc từ 0 tới 90 đây, đây, trong phạm vi này đúng không? Từ 0 tới 90. Thì bất kỳ những điểm nào trong phạm vi này em thấy nè. Thấy chưa? Bất kỳ những điểm nào trong phạm vi này em chiếu xuống trục cos đều cho giá trị gì? Giá trị cos dương đúng không? Em hiểu không? Hiểu phản Hiểu. hồi. Không hiểu nó không hiểu, hiểu không? Dạ hiểu. Rồi, ví dụ như cos A tù, A tù, A tù thì em nhìn dung. Ví dụ như tù. Tù. Đây là cos đúng không? Tù tức là mình phạm vi lớn hơn 90 và bé hơn 180 đúng không? Trong phạm vi này thì tất cả những điểm nằm trên phạm vi này khi em chiếu xuống trục cos em thấy giá trị là âm không? Đúng không? Giá trị âm. Dạ. Hiểu chưa? Hình dung không? Như vậy Dạ trong phạm rồi. vi này là cos dương, khi mà góc nhọn là cos dương. Cos dương. Cos góc A sẽ dương. Trong phải quá trình nhọn mà cos dương tức là dẫn tới điều gì em? B bình cộng C bình trừ A bình trên 2 BC sẽ dương đúng không? Đúng chưa? Mà một cái Dạ. phân số dương khi tử và mẫu cùng dấu, đúng không em? Tại vì phân số là phép chia mà đúng không? Tử và mẫu cùng dấu mà mẫu của em là dương rồi đúng không? Vì cạnh độ dài của một tam giác là dương rồi thì cái tử phải vậy? Tử phải dương đúng không? Dẫn tới tử em phải dương. Dẫn tới B bình cộng C bình trừ A bình phải dương đúng không? Rồi em chuyển vế đổi dấu thì có phải là B bình cộng C bình lớn A bình không? Có nghĩa là A bình bé hơn B bình cộng C bình, hiểu chưa? Hình dung không? Đó. À, như vậy khi A nhọn á thì B bình cộng C bình lớn A bình. Vậy thì tôi hỏi em, khi góc B nhọn thì em dẫn tới điều gì? Nếu là góc B nhọn. Hả? Là Góc B nhọn thì em có điều gì? B bình bé hơn E bình cộng C bình. Đúng rồi, rất là giỏi. Good. Nếu là B nhọn thì em sẽ có là B, em nhìn cái quy luật của nó, em sẽ có B bình bén bằng A bình cộng với C bình. Em hiểu người ta chưa? Mình nhìn cái quy Hiểu luật đó rồi. em. Rồi, tương tự, nếu là A nhọn á thì A bình bé hơn thì A tù có phải A bình lớn hơn không? Dạ. Không, quy luật. Còn nếu là vuông thì A bình bằng, hiểu chưa? Tại vuông cốt cốt của góc vuông là bằng một đúng không em? Cốt góc vuông bằng một, hiểu ra chưa? Cốt của 90 độ bằng Dạ. một nè, vuông nè thì cốt bằng một, tức là cái tử cái chỗ này bằng một nè, cái chỗ này bằng một nè, thì B bình cộng C bình bằng A bình, hiểu chưa? Hiểu quy luật chưa? Bây giờ tôi hỏi em, nếu B tù, góc B tù thì kết quả là gì? Đọc nghe coi. Đọc đây. B bình lớn hơn E bình cộng C bình. Rồi nếu B vuông, nếu B vuông đọc. Là B bình bằng E bình cộng C bình. Hiểu chưa? Đó nha. Rồi. Rồi ok, giờ chúng ta sẽ áp dụng vô làm bài tập nha. Áp dụng vô bài tập. Rồi. Bây giờ nhìn nhìn vô ví dụ 1. Ví dụ 1, có tam giác độ dài ba cạnh đúng không em? AB á, AB cạnh AB là mình ký hiệu là C nhỏ. Đúng không? Cạnh BC mình ký hiệu là A nhỏ. Đúng không? Cái này C nhỏ. Còn cạnh AC là đối diện góc B thì ký hiệu là B nhỏ. Thì áp dụng công thức nè. Tính độ dài AB là tức là tính C, đúng không? Vậy áp dụng công thức cosin nè, C bình bằng A bình cộng B bình trừ 2AB nhân cos C, được chưa? Rồi ráp công thức vô tính ra C này, hiểu không? Hiểu. Rồi, bây giờ em muốn tính góc A thì em phải tính cosin góc A. Hiểu chưa? Cosin góc A ráp công thức vô, thay đáp số ra, bấm máy tính ra, góc A gần bằng 44 độ 2 phút, được chưa? Rồi, có góc A, có góc C, em tính góc B bằng 180 trừ, hiểu chưa? Hình dung không? Rồi, tiếp tục nha, chúng ta qua ví dụ khác. Bây giờ bài toán ứng dụng.
những cái toán này xảy ra thi nha, toán thực tế nó xảy ra thi nha. Hai chiếc tàu thủy cùng xuất phát từ vị trí A, tức là em sẽ mô hình lời văn thành một cái hình ảnh, hình dung có được không? Ngay vị trí A nè, nhớ khi em đi thi gặp toán thực tế, em hãy mô hình lại, vẽ hình lại, dùng cái lời văn chuyển thể thành hình ảnh, em hiểu được chưa? Rồi, dạ. từ một vị trí A em xuất phát theo hai cái hướng, hai con thuyền xuất phát hai hướng tạo ra một góc 60, được chưa? Được chưa? Rồi. Dạ. Tàu B với vận tốc 20 hải lý 1 giờ, tàu C với chạy với vận tốc 15 hải lý 1 giờ. Sau 2 giờ, hai tàu cách nhau bao nhiêu hải lý, tức là tính độ dài vậy? BC bằng bao nhiêu, đúng không? Dạ. Đúng không? Rồi, vậy mình tính mà 40 hải lý là vận tốc của em. Vận tốc là 40 hải lý. À, đâu? Đâu rồi? Chỗ nào? Đâu rồi? Tàu B chạy được với vận tốc 20 hải lý 1 giờ. 20 hải lý 1 giờ mà 2 giờ là bao nhiêu em? Có phải 40 không? Đúng không? Nè, đề bài cho là tàu B chạy với vận tốc 20 hải lý 1 giờ. Mà 2 giờ có phải chạy được 40 hải lý không? Hải lý 1 hải lý là bằng 1,8, gần bằng 1,852 km, tức là đây là quãng đường độ dài AB, đúng không? Nó xuất phát từ A và nó dừng ở vị trí này, đó là quãng đường, đúng không? Rồi, tàu C thì chạy 15 hải lý 1 giờ mà sau 2 giờ có phải là 30 hải lý không em? Vậy em tính được độ dài MV thành độ dài AB nè và độ dài AC, đúng không? Hiểu không? Dạ, hiểu. Và cạnh AB này ký hiệu là C, cạnh AC ký hiệu là B nhỏ, còn tính BC ký hiệu là gì? A nhỏ. Có phải áp dụng công thức không? Tính hai tàu này cách nhau bao nhiêu, có phải tính độ dài BC không? Áp công thức ra. Hiểu chưa? Dạ rồi. Rồi, hiểu không vậy? Tôi hướng dẫn thôi. Rồi dạ. Bạn phải đọc kỹ lại, tự nhiên bạn hiểu à nha, hiểu hơn nữa nha. Tiếp tục qua ví dụ tiếp theo. Ví dụ này ứng dụng vật lý, nhưng ví dụ như chúng ta không biết gì về vật lý cũng không quan trọng, chúng ta vẽ hình nó ra là ta làm được. Bây giờ hai lực F1 F2 cho trước cùng tác động lên vật A, được chưa? Tạo thành một góc nhọn alpha, được chưa? Thì hai lực này về hai phía, đúng không? Rồi hãy lập tính cường độ hợp lực S. Có phải là em thấy hình bình hành không? Quy tắc bình hành, đúng không? Vector đường chéo bằng vector hai cạnh, đúng không? Chúng ta ra được công thức này, quy tắc bình hành, được chưa? Vậy thì chúng ta sẽ lập tính cường độ của nó dùng mô đun, đúng không? Cường độ nè, mô đun nè. Vậy như vậy chúng ta tính độ dài vector AC, tức là chúng ta đi tính độ cạnh AC bằng bao nhiêu, đúng không? Rồi, em hiểu không? Bây giờ em nhìn, đây là hình bình hành, thì có phải vector BC bằng vector AD không? Vector BC bằng vector AD không? Đúng không? Vector AD là F2. Thì chúng ta gắn đây, chỗ đây là F2 luôn, đúng không? Đúng không? Hình dung chưa? Như vậy chúng ta đi tìm S, tìm, chúng ta gắn vô tam giác ABC nè, chúng ta đi tìm cạnh AC bằng bao nhiêu nè, thì có phải cạnh một cạnh bình phương AC bình phương không? Bằng hai cạnh còn lại, mỗi cạnh để bình phương cộng lại nè, trừ hai lần cạnh đó nhân với cosin góc kẹp giữa, có phải góc B không? Hình dung chưa? Dạ rồi. Tính ra, hiểu ta chưa? Ra được công thức. Hiểu ta chưa? Dạ rồi. Rồi, chúng ta tiếp tục qua ví dụ khác. Ồ, hết rồi. Định lý cosin hết rồi em. Nha. Rồi, chúng ta sẽ đi qua định lý khác.